Chào các bạn, đây là tô cơm của Lê Quang. Xin mời Lê Quang. Trời bự quá vậy, đâu ăn hết. Két em nữa. Rồi, có ăn cơm được nè. Ôm tô cơm đi ăn mà. Đây. Ủa, sao chạy đi rồi? À, chết cha, tôi tưởng rằng trước. Tưởng rằng chưa, thôi mình đi bộ ra đi. Alo. Chết cha hả? Bây giờ anh ăn cơm cái nhé. Qua nhà má ăn cơm. Qua nhà má. Qua đang đá luôn hả? Cũng được, em ra đang đá trước đi, chút ăn cơm xong mình chạy đâu nha. Ok. Ôm tô cơm. Đi lên. Mở cửa chưa? Sao ông ngoại, ông ngoại hôm nay à, có cái tivi rồi, để ba lên đây rồi. Ủa, sao ba có cái gì ở đây vậy? Một cái con gì nó bơi. Ủa, cái gì đâu rồi, cất hả? Cái gì để qua trong phòng bà ngoại á. Anh hai. Trời ơi, hai đứa đi luôn, tí em luôn. Sao đi mệt không anh hai? Đi mệt không? Mới bay về đây hả? Ê quên, bay hồi ngồi trên máy bay 3 tiếng rồi. Trời đất ơi. Ba mẹ. Trời nè. Biết hôm nay là Thunder Storm gì đó. Ngồi 3 tiếng luôn. Ngồi trên máy bay. Hèn chỉ delay. Không lúc nhất. Ngồi máy bay lúc nhất đi. Ở sân bay đừng đi tới luôn. Ngồi máy bay không lúc nhất luôn rồi. Không, nó đứng im. Trời kỳ quá ha. Trời hôm qua ăn cơm vui quá. Các khỏe con. Nói anh Phúc là 10 giờ tối tới, cuối cùng đi lay tới 1 giờ đêm luôn. Về tới đây là mấy giờ đêm? 2 giờ đêm. Tối buồn quá đi ăn phở. Rồi 2 giờ đêm đi ăn phở. Phở Thanh á. Phở Thanh là bán khuya lắm. Rồi vào ăn cơm. Đó, hôm nay chị Hương làm món gì đây? Xương đồ xào. Lê Quang đem cơm của Lê Quang qua ăn nè. Trời ơi, bạn ổng rủ đi ra cà phê, nó chờ để chạy qua đây ăn cơm chứ đi cà phê sao kịp. Để vậy. Chết mồ, không có cái cây. Sáng sáng này dậy mệt quá, không cũng đi không uống đi cũng mệt. Ăn cơm. Rồi xin mời vô. Ăn cơm vui quá. Lại má nói gọi chị Thơ mà Thơ chưa có dậy cái gì đó. Mới dậy á chứ. Tối làm khuya lắm hả? Cũng khuya. Không khuya lắm. Nhưng mà về ăn uống gì không? Có ăn cháo gà ngay đó luôn á. À nghe tí em hôm nay kỳ này được qua đây sướng nha. Tự nhiên bé Két nó không về Việt Nam luôn, bây giờ nó ở đây nó chơi với mấy đứa nhỏ này. Bữa giờ qua chưa gặp tí anh luôn á. Ờ hồi lắm mà có lắm hả? Ờ cho chưa qua rồi chưa. Dạ úa. Dạ úa. Kìa, dạ ủa, biết tin Két không về Việt Nam chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi, đã cắt sườn ra, có thêm trứng chiên, canh chua. Wow. Xin mời. Dạ ủa, thì em ngồi đây, bé Két ngồi đây. Má ngồi đây nè má, má vô đây. Có mà anh Phúc có đi mà. Đi ba cha con luôn. Ba cha con. Bốn cha con luôn. Lái xe ra qua bên đó. 5 tiếng rưỡi.
Trời ơi. Ồ, còn ở đây đi chăn dê rồi. Như đi hai lần đó phải không? Hai lần. Một lần nó đi về sự nhà. Rồi mời má. Rồi. Ủa, mời cả nhà. Hai lần nữa. Mời con. Mời cả nhà, mời cả nhà. Mời cả nhà. Thơ quan kết qua đây ăn. Sao không quá. Đủ được ta? Rồi xin mời. Ok. Má ngồi đi, má ngồi đi, con lấy cho. À, anh Phúc ảnh thử cơm Lê Quang nè. Ăn được cơm này tốt má anh Phúc. Ăn được cơm này thì đỡ có bị tiểu đường nhiều. Ừ. Đó, anh Phúc ăn thử cơm Lê Quang coi được không nè. Chị Hương nè, chị Hương làm sườn ram rất là ngon nè. Chị Hương chia sẻ làm sườn ram làm sao. Bà ngoại chỉ cho Hương đúng không? Nãy nghe bà ngoại nói chỉ cho Hương làm sao, chị Hương nói đi. Làm sao mà ngon dữ vậy? Ngon làm đâu. Nãy má nói ướp cái gì đó. Nói rồi Hương. Ướp mà. Ai ướp? Chị Hương ướp. Ướp cái gì? Nước mắm. Cái gì? Dầu hào. Đường. Ớt. Tỏi hành. Bột nêm. Nước mắm. À rồi. Là có để nguyên đêm hả? Ừ. Rồi sao nãy nghe má nói nước dừa gì? Từ đó là không sâu, nó có ướp mà. À. Chiên, bắt dầu á, chiên. Chiên. Chiên cho nó thấm. Nó thấm bằng vàng rồi đổ nước dừa vô, lạnh vô. À. Nó hư. Ừ. Rồi vậy thôi hả? Không. Cái đó là xong rồi chút khi ăn á, có cái chảo riêng nữa. À. Khử chút tỏi hành vô nữa. Đổ lên. Nó kêu. À trước khi ăn bỏ chút bỏ cái chảo riêng, lấy chảo khác bỏ dầu, tỏi, đường, tỏi ớt này kia xong rồi keo xong rồi mình múc bỏ lên trên cái sườn. Ừ. Ok. Cảm ơn chị Hương. Đã ăn xong. Giờ két chở anh ra cà phê hả? Rồi tới tí em thử cơm Lê Quang. Ủa sao anh Phúc ăn cơm Lê Quang thấy sao? Cũng được á, nổi dở, má nó dở, không dở. Nó hơi lạc thôi. Ừ. Tại vì nó dở cũng dở. Ăn riết quen à, bây giờ em ăn cơm này không à. Không gì nó hơi khô khô. Không, nó hơi khô hơn cái cơm bình thường. Không có dẻo mà. Nó không có dẻo thôi. Dài hơn nữa. Đúng rồi, nó hột nó dài. Để coi nó dài cỡ nào. Dài hơn cái trôi. Đây nè. Nó hột nó dài giống con sâu không? Giống con sâu. Phim ra chưa? Chưa đó, sáng mới mở lên coi của em chưa mở rồi. Còn có 2-3 tập nữa là hết rồi không? Đang hấp dẫn quá trời, thì không chưa có ra. Rồi, ăn no nê rồi. Thôi, bây giờ anh Phúc đi ngủ đi, rồi tối nay gặp tại iTango. Còn Lê Quang đi cà phê với bạn. Rồi, bye bye. Bye da ua. Bye má, chúc con qua nha má. Má về vô mới ngủ đi. Nha, ngủ giấc dậy. 2 giờ đi. 2 giờ đi. Và bye Phúc ơi. Đi đi ai tăng go coi thi không? Két đi két. Không đi hả? Dạ ô có đi không? Không. À, mấy đứa nó không đi thì thôi con ở nhà đi. Ừ. Edit video. Ờ đúng rồi, két ở nhà edit video cho mẹ. Bye bye. Bye chị Hương. Ủa con chó đâu rồi ta? Không thấy nó ta. Chắc đi chơi rồi. Chắc đi chơi rồi. Chắc ăn thịt thật ra nè. Mới chở Lê Quang về uống cà phê quanh lộn đi về xong ghé cà phê với bạn. Rồi bà Tám với lại bé Két á. Thì mới tới cái chỗ bán gì?
điện thoại để update lại cái mạng, để trưa nay còn đi livestream chỗ đất mẹ nữa. Đó, chứ không thôi là nó sống yếu hoài. Thì người ta đã update gì lên rồi á, người ta nói là thử đi. Biết sao cơ, tắm để tắm nửa cái mặt không? Ồ, chết trên lô vô thơm rồi. Ồ, biết gì nãy quẹo phải là về nhà mình được rồi đó các. Biết sao không? Biết sao để mặt vậy không? Tại vì á, không có cái cây. Không có cái cây cầm. Nếu mà để như vậy thì nó ấy cái tay quá. Để như vậy đi, quay bát két đi, hôm nay quay bát két cho đỡ mỏi tay này đó. Con ngáp hoài vậy két. Nó buồn ngủ. Ờ đúng rồi, nói cho các bạn biết nha, bát két đã edit xong cái MV. Mẹ đưa cái nào lên trước hả? Mẹ đưa cái này lên trước hả? Cái này là gì két? Video này mẹ không đưa cái MV. Video này lên trước chứ. Mình quay mình post liền luôn. Rồi xong rồi cái MV á thì đợi có đúng ngày giờ thì ra mắt chứ, mới lên chứ. Bây giờ con muốn mẹ post cái MV giờ nào để biết, bây giờ muốn giờ nào nè, giờ nào để cho tất cả mọi người vào xem được, không có ai mà không có rảnh để xem. Tám muốn là post cái giờ mà tất cả mọi người đều rảnh để được vô xem cái MV đó đầu tiên khi mà Tắm vừa mới post lên, nên Tắm phải hẹn giờ. 10 giờ sáng đi. Hả? 10 sáng của mình đó hả? Ừ. Trời, 10 sáng của mình là ở bên Việt Nam 12 giờ chưa. 12 giờ đêm rồi. Cũng được. 9 giờ sáng. 9 giờ sáng bên mình hả? Suku. Cho nên thôi bây giờ các bạn chọn giờ cho Tám đi. Tối mình là bên tiểu bang khác là tới 12 đêm rồi. Cái gì khó vậy? 8 giờ. 8 giờ tối hả? 8 giờ tối. Ồ. Có lý á. 8 giờ tối ngày nào? Cho các chọn là, tại vì cái MV là các đạo diễn cách quay hết, nói chung là sẽ có cái behind the scene. Sau khi mình post cái MV này thì mấy cái sẽ edit cái behind. Trời, các bạn đón xem nha. Xem cái MV trước đi, rồi xem cái behind sau, nó mới biết. Nó mới bất ngờ. 8 giờ tối thứ 6. 8 giờ tối thứ 6 là 15. 15 tháng 15. Ồ, đúng rồi, ngày đẹp luôn. Chủ nhật. Ồ, đúng rồi, 8 giờ tối chủ nhật ngày 17 tháng 7 hả? Hay là mình post 8 giờ sáng đi két. 8 giờ sáng là 10 giờ đêm ở Việt Nam cũng được đó. 8 giờ sáng bên này ai coi? Ờ, đúng rồi, bên này người ta đi làm ha. Ồ, để coi, 17 tháng 7. 8 giờ sáng chủ nhật ai vậy? Con ở vậy. Vậy 8 giờ tối ha. Hay là 7 giờ đi, 7 giờ tối ngày 17 tháng 7. À, được ha ca. 8 giờ tối ngày 17 tháng 7 năm 2022 nha. Các bạn nhớ đón xem 8 giờ tối ngày, ý quên, 7 giờ tối. Tuyết Nhi làm teaser. Teaser hả? Trailer hả? Ok, để nhờ Tuyết Nhi làm trailer. Là bây giờ sẵn mình thông báo cái ngày giờ trước. Ngày 7 giờ tối Cali ngày 7 tháng 7. À, ngày 17 tháng 7 năm 2022. Rồi tới nhà rồi nha các bạn. Coi nha, đón xin nha. Rồi ủng hộ bé két, để bé két đừng có chửi con nhiều quá nha. Đừng có chửi, ai mà chửi con. Ai mà chửi con, có góp ý thôi chứ không ai mà chửi con nít mà. Con làm, cố gắng làm cái MV này, cái MV thứ hai chứ không phải MV đầu tay. MV đầu tay là ai chung tình được mãi, đúng không? Tình được mãi không làm nhiều đó. À, đó, nhưng mà MV này mới là tiến bộ một bậc nè, tiến bộ một bậc nữa nè. Càng ngày các càng tiến bộ.
Cho nên mọi người nhớ ủng hộ nha. 7 giờ tối ngày 7 tháng 7. Yeah. 7 giờ tối ngày 17 tháng 7 năm 2022. Nha. Yeah. Bye bye.